Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Và video ngày hôm nay của chúng ta là thực hiện những thử thách trong một buổi sáng của tỷ phú, bao gồm 9 bước như sau. Và việc đầu tiên là quan trọng nhất, đó chính là dậy sớm. Hôm đó là mình dậy lúc 7 giờ, hoặc là mọi người có thể dậy sớm hơn. Và việc tiếp theo đó là hồi tưởng lại giấc mơ. Việc này rất là quan trọng, giúp khởi động lại bộ não của mình tốt hơn. Và nhớ là không được ngủ đấy nha. Việc tiếp theo đó là nhấc đít ra khỏi giường và dọn giường. Bởi vì mình là một đứa không hay dọn giường ấy, nên là chỉ cần cái giường của mình nó trông tươm tất một chút, gọn gàng một chút là mình cảm thấy rất rất hạnh phúc luôn rồi ấy. Việc tiếp theo chúng mình cần phải làm đó là uống nước. Uống nước sẽ giúp cho cơ thể sẵn sàng làm việc và tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Bởi vì bổ sung nước sẽ giúp duy trì hoạt động tối ưu của não. Ban đầu thì mình cảm thấy hơi khó uống, nhưng mà sau khi quen dần thì là một thứ không thể thiếu được. Và việc tiếp theo đó chính là ngồi thiền. Ok. Việc ngồi thiền sẽ giúp cho cơ thể và trí óc của chúng ta thật sự tỉnh táo trước khi mà làm bất cứ một việc gì trong ngày. Bởi vì là khi đó tâm trí của chúng ta vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những cái thứ xung quanh, như là những cái hạn nộp deadline chẳng hạn. Nên là hãy cố gắng enjoy cái moment này và thật sự thư giãn nha. Sau đó mọi người dành ra 3 đến 5 phút để tập thể dục. Việc này giúp kích hoạt tất cả các bộ phận cơ quan để có thể hoạt động trở lại một ngày mới cực kỳ tốt. Và nhìn mình có giống hề không mọi người? Ok, khi sau khi tập thể dục xong ấy thì mọi người như mà theo cái thử thách ở 1 Billion Morning ấy, thì mọi người sẽ đi có một cái tắm nước lạnh để nó có thể giúp cho mình sảng khoái hơn và bắt đầu một ngày mới tốt hơn. Mình sẽ không tắm mà mình sẽ chỉ đi vệ sinh cá nhân thôi. Sau đó chúng mình sẽ đi ăn sáng. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ ăn sáng rồi mình mới làm gì mình làm, tại vì mình rất là đói. Ngay sau khi mà đi ăn sáng về rồi, no nê tất cả mọi thứ rồi thì mình nghĩ là mình có thể làm được cái điều trong ngày mà nó tốt. Nhưng mà trước hết thì mình phải đánh son cho nó xinh lên một tí đúng không? Tiếp theo là chúng mình sẽ viết ra những cái mục đích và mục tiêu trong tuần. Tại vì hôm nay là mùng 1 tháng 1 ấy, thì mình muốn viết ra là những cái kế hoạch trong năm tới của mình là gì và lên kế hoạch cho một tuần mới. Tại vì hôm nay là chủ nhật và mình thường lên Notion để viết ra, lập ra những cái kế hoạch, plan trong một tuần của mình. Chúng mình hãy cùng nhau lập kế hoạch trong một tuần mới để có thể làm việc tốt hơn nha. Ok, vậy mình đã làm xong cái kế hoạch của tuần này và bây giờ mình sẽ vào trang Diary Planner. Mình sẽ viết ra những cái việc mà chưa do hết của ngày hôm nay. Mình sẽ nghe một bài nghe. Nói trước hết là những cái cảm xúc và những cái cảm xúc mình hướng đến trong ngày hôm nay. Personal ấy là những cái mà những cái việc liên quan đến cá nhân, đời sống một chút. Ok, thế là xong. Tại vì 9 giờ là bọn mình sẽ khởi hành và bọn chúng mình sẽ hẹn nhau và đi chơi rồi. Nên là mình phải chuẩn bị thật là nhanh. Và công việc tiếp theo của chúng mình đó là đọc sách. Ok, hôm nay mình sẽ đọc một cái cuốn sách mà mình mua từ rất là lâu rồi nhưng mà mình chưa đọc bao giờ mọi người. Nó vẫn là một máy tinh, đó chính là Chúc Một Ngày Tốt Lành. Thì mình chọn cái quyển này tại vì cái tựa đề nó khá là hay và cái quyển này thì nó cũng là màu vàng nữa, mình cực kỳ thích màu vàng. Mình cũng bắt đầu đọc thôi. Chúng mình sẽ đọc sách trong tầm 20 phút và sau đó mình sẽ get ready để chuẩn bị đi chơi thôi. Đọc sách xong thì mình cảm thấy đây là một trải nghiệm khá là hay ho cho những cái bạn nào mà hay ngủ nướng như mình chẳng hạn. Nên là mình cảm thấy là mọi người rất là nên thử cái thử thách này. Và như kiểu mình dậy sớm thì mình cảm giác là mình có ít lên một tỷ lần đấy. Tại vì mình làm được rất là nhiều việc trong một cái buổi sáng ngày hôm nay, nó dài như một ngày luôn. Và mình mong là trong năm tới thì mình có thể dậy sớm nhiều hơn và làm nhiều thứ hơn giống như thế này nữa thì quá là tuyệt vời đúng không? Và bây giờ mình sẽ đi thay đồ và ít chơi thôi. Mình không biết hôm nay mình sẽ mặc gì nữa nhưng mà chắc là mình sẽ mặc một cái áo
hoodie. Đây, chiếc áo hoodie này. Ok. Và cái áo này tại vì hôm nay rất là lạnh ý. Và mình nghĩ là bọn mình đi xe máy, đi đường nữa nên là cần một chiếc áo phao để giữ ấm. Thì chiếc áo này là một lựa chọn tốt nhất. Cái quần bò này. She met me at the college. Her friends play my songs and they've been following me. Yeah, I don't like to do that much explaining or talking. Just know she had coffee with me. Yeah, I hear you like pizza and dancing. Love that is not that romantic. Yeah, I don't have no time for no antics. Clout one smile for the cameras. Oh, they like me now. Go ahead, wipe me down. She don't doubt a man, cause he ain't lock it down. Hey, do you think of me when I'm not around? Y'all hit the ground when you walk around.